Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một đầm sen rất nổi tiếng giữa lòng thủ đô Hà Nội. Có lẽ sẽ có nhiều bạn chưa biết đến địa danh này. Nơi đây là hồ sen Phương Liệt, nằm trên địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ xa nhìn lại, đầm sen như một tòa lâu đài màu vàng, lấm tấm phấn màu hồng. Hương sen nồng nàn, lan tỏa bay theo làn gió bay xa, thơm ngát cả một vùng đầm. Đến bên hồ sen vào mùa hoa nở mới thấy hết được vẻ đẹp kiêu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bao quanh hồ sen được kè đá rất sạch đẹp, trông như những bức tranh uốn lượn như nét vẽ mềm mại. Mặt đầm phủ kín một màu xanh, lấp ló những đóa sen hồng. Không biết sen ở nơi đây được trồng từ bao giờ mà sen cứ mọc chi chít, dày đặc, trông không thấy mặt nước. Từng đóa sen hồng thi nhau khoe sắc tỏa hương. Mặt trời giờ đã từ từ nhô lên trên để chiếu ánh nắng xuống cho đầm sen càng thêm lóng lánh. Và đây, gió lùa vào đầm sen như bàn tay người mẹ nhẹ nhàng đánh thức đàn con nhỏ bé. Giờ này thì đầm sen như được sực tỉnh giấc, vẫy những cánh tay mềm mại chào đón ông mặt trời. Những đóa sen hồng kiều diễm như đôi má ửng hồng của nàng thiếu nữ giản dị, thanh khiết, vươn lên đón ánh bình minh như muốn phô ra tất cả sự trong trắng, tinh khiết của mình. Và kia, các nụ sen mới đẹp làm sao ạ? Từng búp tròn lẳn, mũm mĩm, tràn trề sức sống, e thẹn, núp mình sau những chiếc lá. Và để rồi, đến khi những bung nở ra những bông hoa sen tuyệt đẹp. Những bông hoa thật là lộng lẫy, những cánh tròn xoe, bao cánh hoa úp vào nhau đều đặn, xinh xắn, trông giống như má hồng của các nàng thiếu nữ vậy. Và hoa ở đây rất đẹp, mỗi bông hoa giống như một cô thơ nữ xinh đẹp. Các cô đang cố gắng khoe cái nhị vàng ánh của mình và tỏa hương thơm lừng. Xung quanh các bông hoa là những chiếc lá mập mạp. Các bạn có thể nhìn thấy lá sen to, xòe rộng, lan trệ, lan va che kín hết cả mặt đầm. Và những cành lá sen thì cứng cáp vươn cao, giống như là người lính gác ngẩng cao đầu, đứng ở bên cạnh những bảo vệ những nàng hoa xinh đẹp. Còn kia thì là những gương sen nằm nghiêng nghiêng trên cuống, trông như người có tuổi, giống như là người có tuổi đang ngồi ung dung trên ghế, mỉm cười ngắm nhìn những đàn cháu. Và tại đây bây giờ, khi ngồi đây, mùi hương sen thoang thoảng bay theo chiều gió, lúc đậm, lúc nhạt. Cái mùi thật là thơm dịu, xua tan cái nóng bức oi ả của mùa hè trong những ngày. Các bạn hãy nhìn xung quanh đầm được kê những chiếc đá, ghế đá để người dân trong phường hoặc các du khách qua đường có thể nán lại ngắm cảnh đẹp. Và một vài du khách dừng lại ở bên bờ để chụp ảnh. Thật là tuyệt vời, những búp lá sen vươn cao khỏi tầng lá xanh thẫm, hướng thẳng lên. Hoa sen nở từ từ trong vài ngày thôi. Khi nó nở hết các bạn nhé, bông sen xòe những cánh mỏng và mịn như lụa, màu hồng tươi nhìn. Thật là đáng yêu không kìa? Và đây chính giữa là chiếc gương sen hình tròn, được bao quanh bằng một lớp nhụy vàng thơm ngát. Nhiều bông hoa giờ đã tàn rồi, chỉ còn lòng đài sen màu xanh ngọc, ở bên trong chứa đầy hạt non. Và tầm giờ này giữa hè, hoa nở rộ, hương sen ngào ngạt. Các bạn ạ, hoa sen cũng giống như rất nhiều các loại hoa khác, nó chỉ có riêng mùa của nó. Và hoa sen thường bắt đầu nở vào cuối tháng 5 đầu mùa hè, rồi nó cũng dần lụi vào cuối tháng 7.
Về mùa đông thì đầm sen lụi dần, chỉ còn những thân cây khô nhô lên mặt nước. Không chỉ riêng mình đâu, mà tất cả mọi người, ai cũng sẽ nhớ và mong sớm qua mùa đông, để đến mùa xuân ấm mát, những lá sen đầu tiên ngoi lên khỏi mặt nước và tiếp tục một mùa sen mới. Cây sen thì sao ạ? Cây sen có rất là nhiều ích lợi cho đời sống của con người. Những bông hoa sen này được mọi người dân hái về cắm trong bình, có thể trưng bày nơi phòng khách rất đẹp, rất sang. Toàn thân cây sen thì thật là nhiều tác dụng các bạn ạ. Có thể dùng vào việc như những hạt sen thì ta dùng để nấu chè, mùa này đã có nhãn rồi. Thêm chúng ta có thể nấu chè sen long nhãn thì thật là tuyệt. Các bạn có thể bóc hạt nhãn ra nhé, bóc quả nhãn ra, bỏ hạt ở bên trong và nhét hạt sen đã bỏ tâm rồi để vào bên trong nó, sau đó nấu chè. Bát chè ta có thể dùng cho thêm một chút bột sắn hoặc là bột đao cũng được cho nó sánh, và thêm mấy hạt đỗ xanh lên thì quả thật là tuyệt vời. Và nhụy sen thì từ xưa đến nay các bạn đã được biết rồi, trà sen là một thứ nổi tiếng mà mọi người thường ướp trà từ nhụy sen đó, đó gọi là trà sen. Món chè sen là một món chè nổi tiếng của người Hà Nội. Ngoài việc nấu chè thì hạt sen còn có thể làm mứt sen được nhé. Mứt sen cũng là một món ăn rất là tuyệt vời và nó không thể thiếu được ở trong ngày Tết hoặc là trong những đám ăn hỏi, đám cưới của các đôi bạn trẻ bây giờ ấy. Mứt sen là một món quà trong đám ăn hỏi rất là tuyệt vời. Còn lá sen thì sao ạ? Lá sen tươi thì thường được gói cốm làng vòng và buộc bằng rơm nếp vàng óng, xuất hiện vào mỗi độ thu về. Lúc đó thì có thể lại gợi nhớ chúng ta rằng Tết Trung Thu đang sắp đến dần, đúng không ạ? Còn cây sen còn có ngó sen nữa. Ngó sen làm có thể làm được một món gỏi ngó sen rất là tuyệt vời các bạn nhé. Ngoài ra thì còn có củ sen nữa. Củ sen nằm sâu ở dưới đáy bùn các bạn ạ. Chính vì vậy nó gợi cho chúng ta có rất là nhiều những cái hương đồng gió nội. Và hoa sen thì có một vẻ đẹp trong trắng, hương sen thì một mùi thơm thanh khiết. Chính vì vậy nhiều người yêu hoa sen, bởi hoa sen có đó có câu thơ: gần bùn trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen mùi bùn. Vâng ạ, đã có câu thơ: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Và những câu ca dao đó đã trở lên thân thuộc, gần gũi với mỗi người dân đất Việt chúng ta. Hoa sen là một loài hoa tượng trưng cho cốt cách, tâm hồn người Việt thanh tao mà giản dị. Và ngày nay thì hoa sen được chọn làm quốc hoa, biểu tượng của đất nước bốn mùa xanh tươi hoa lá. Thiên nhiên thật là kỳ diệu, sinh ra một loài hoa tuyệt đẹp như hoa sen. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của đầm sen đang mùa hoa nở luôn neo đậu trong trái tim người dân Việt Nam. Dù đi đến bất cứ nơi đâu, thấy được bao nhiêu cảnh đẹp thì trong lòng mỗi người cũng không thể quên được vẻ đẹp của đầm sen. Năm nay, người trồng sen ở Hà Nội cũng khá lao đao vì thời tiết rất là khắc nghiệt. Trời đầu hè nắng gắt và sau đó thì có mưa to nên hoa sen nó không nở đẹp như mọi năm. Tại nhiều đầm sen nổi tiếng ở quanh Hà Nội, chính vào mùa hoa sen chưa nở thì đã tàn rồi, lá thì rất xấu và héo rũ. Tuy vậy, ở thời điểm cuối mùa này, đầm sen của phường Phương Liên, khu vực nằm ở trên đường phường Phương Liên thuộc quận Thanh Xuân Hà Nội, thì hiện bây giờ vẫn cho hoa rất là to và đẹp, cuốn hút nhiều du khách. Ở xung quanh hồ sen là những ghế đá để cho du khách có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng và có thể chụp ảnh thưởng thức hoa sen tại đầm sen Phương Liên. Nếu các bạn có dịp ghé qua thì hãy đến để cảm nhận được
giữa nền lá xanh mướt, mát lành. Đó là những nụ sen hồng e ấp vươn lên sau những ngày thời tiết mưa nắng đan xen khá khắc nghiệt. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn một buổi tham quan đầm sen ở phường Phương Liệt. Nếu như các bạn ghé qua nơi đây thì nhớ đừng quên rẽ vào. Và các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người, có ý nghĩa thì chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Hãy bấm like và đăng ký để theo dõi tiếp những video mình chia sẻ sau nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.